Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Từ ngàn xưa, công lao của người cha và ân nghĩa của người mẹ đã được đúc kết qua hai câu ca dao mang nặng nghĩa tình. Quả vậy, ân nghĩa cha mẹ là không gì có thể so sánh được, như suối nguồn vô tận chảy mãi chẳng khi nào vơi cạn. Trong ngôn ngữ của người Việt, mẫu nghĩa là mẹ. Từ niềm tự hào con rồng cháu tiên được mẹ Âu Cơ sinh ra bởi bọc trăm trứng, trải qua quá trình bồi đắp và phát triển, khái niệm mẫu ngày càng được mở rộng hơn. Đạo mẫu dần hình thành và trở nên một hình thức tín ngưỡng tâm linh đặc biệt của người Việt, đáp ứng nhu cầu khát vọng trong đời sống thường nhật của một dân tộc được sinh ra, lớn lên và phát triển trong nền văn minh lúa nước. Cành nhẹ thanh nhiệm màu nhang thơm thành kính quy tộc. Một bàn nề văn nề châu chùa tiên chúa bà đệ nhất trên tây thình mời tiên chúa Tây Thiên nê anh linh chắc dáng nghe đàn duyên trung ngự đông trong nghe đền vàng hương lồng sắc nước thỉnh chúa bà ngự trước đền trung thanh đồng thành kính cúc cung xin đi chúa tiếp lộc nghề chung chung dư muôn. Cầu chùa cho lộc nghề buôn lộc ban cho đồng dài bách nghe hạn bằng tiêu cho mày cho mắn đủ trăm điều thơm danh nức tiếng kẻ yêu người vinh. Có tâm mê bài kiến về đây Tây Thiên đã núi trên cây đền thiêng như ở tầng mây giữa trời. Thank you.
cung kính sắm nhang hoa, nghiêm mê trình khuôn đi trong nghề tâm niệm chữ từ bi, nhất nê thành nhất dạ Chúa thì tiếp ẩn. Nức tiếng ai cũng mong được đến đền thiêng, trước là lễ Chúa Tây Thiên, sau là vãn cảnh thiên nhiên hữu tình. Ấp núi thinh thinh lặng, chuông rền rền chim lặng lặng nghe, điệp trùng hết núi lại khe, cảnh im như mặc xuân hè thu đông. Đây là cảnh non bồng nước nhược, nơi tiên tu quỳ khước nhân mong trần để gian, các ghế có lòng tinh nghề tâm chớ để bụi hồng nghề vương mang. Sáng lắm đến vàng sực nức, các tiên cô khâm mê trực trước sau, cô thì thư thả vần đầu, cô thì hối hả tìm chầu Chúa Sơn. Trong ngoài mọi người háo hức muốn vào xin ni tiếp mê phúc ban ân Chúa ban cho chút lộc thần, còn để riêng ghế Chúa dành phần nhiều hơn. Đồng làm để dâng nhang, dâng lên tam bảo mười phương hộ trì, tay dâng nhang việc niềm từ bi ý à ơi à, bài sáng đôi chiều cũng nên nắng nắng ái hôn dòng sơn trang đi hay mắng chúc mắng che mong nước làm trà ngàn tinh tinh hay sung ai đi tìm hê hôm nay xin lễ sơn trang kim ngân thoi núi bạc vàng tiền dâng cơm lam gạo lấp thơm lừng ốc cua tôm cá mắm chưng với đủ mùi mắm chua khe thái hoa hồi sầu thêm cánh phượng cô đội trường vinh long thanh thiên nạp sơn tinh các cô nhận lễ về ngàn mê thành người đổ cho đệ tử được hơn người.
vàng chiếu soi bên lầu đẹp làm sao. Anh nghe trăng vàng chiếu soi bên lầu đẹp làm sao. Trước trình Phật Thánh sau trình của cha, trình lên quốc mẫu ba tòa, hội đồng quan lớn cùng tòa sơn trang, trình lên tứ phủ ông hoàng. Nghe hương hoa đắc trà quả thực nghe dâng lên lòng tin con bái thỉnh nghe chúa tiên nghe thánh mẫu hiệu chung thiên tiên nghe cung thỉnh mời đệ nhất thiên tiên nghe tăng phong chế thăng sẽ loạn nề mẫu cử về vẫn khát thuốc quê phủ dày vẫn khát ni thôn quê nghĩa hương thiên bản nhà lễ khách mẫu thải trần đô hương xạ nhiệt pháp rơi mong muốn chư phật hải hội tận cao vân vì sơ kết tượng vân thanh nghi phương ân chư phật hiện toàn thân. Nam mô hương vật cái Bồ Tát Ma Tát, Nam mô hương vật cái Bồ Tát Ma Tát, Nam mô hương vật cái Bồ Tát Ma Tát. Soạn thanh giá hồi cuối đề nhị địa tiên đề thịnh mời mẫu đệ nhị địa tiên tích xưa sinh thành nghe trong đề sông sơn nhan sắc thương hình dung nghe nhan sắc nghe khác thường ra danh đổi một nghe huệ vương khôn vi giới định chân nhang phân khởi sung viên thượng đệ tử viên thanh hiện tại kim lô phong quanh các nhân luân thức biến mạng thập phương tích nhật là dù miễn nặng chiều tai trường hương cung giảng Bồ Tát Ma Tát Nam mô hương cung giảng Bồ Tát Ma Tát Nam mô hương cung giảng Bồ Tát Ma Tát thanh giá hồi cung tiên thánh đệ tam nghe thỉnh mời tiên thánh đệ tam xích lần ông nữ tự biệt nghề sớm kết loan phong mờ kinh xuyên nê sớm kết loan phong thảo mai tiểu tiếp mê đem lòng gieo để thủ phi tô thân đê đầu diện đỉnh để thân câu chi ngã kim sưng tán tại chuẩn đề duy nguyện từ bi thị ma hộ nam mô tán đa đấm tam hiệu tam bồ đà câu chi nấm đát niệm tha an chiết lệ chủ lệ chuẩn đề sa ma lương địa Bồ Tát Ma Tát Nam mô thanh lương địa Bồ Tát Ma Tát sa loạt thanh giá hồi cung có lệnh truyền ra thanh thông có lệnh truyền ra các quan thủy bộ cùng là chư dinh mộ bình đao phạm nam thành thank you.
Việt Nam Trần Thị Mùi. Lịch nghi đế kế thế nghi chỉ bình thiên trường bảo lộc địa danh sơn hà dục ngờ tu trung linh khám kỳ. Chuyên gia Thanh Ngốc có lệnh chuyên gia các quan thủy bộ cùng là chư dinh Ngộ Bình Tao Phạm Nam Thành đánh đông dẹp bắc nghe tung hoành mọi nơi đông thời cửa tiêu cửa đài văn sớ dâng lên tương lai văn sớ dâng lên hay về tống đôi chép biên rõ ràng phê cho thì tự trang sinh phú chư quý thăng ninh thọ trường phê cho giúp mạnh đôi đường
sử ký Việt Nam. Việt Nam nghe chân thi lịch đế vương kế thế chỉ bình. Thiên trường bảo lộc địa danh sơn hà dụng tu trung linh nghe pháp đệ tam dòng dõi kim chi bao phen ra ma chi kỳ thanh gia hồi cung hoài đường tiên vương đệ nhất nê tức mạng hương nghe là đất nê trầm ngoài thanh gia hồi cung tên gọi đại hoàng bóng hương cô tên gọi đại hoàng nghề cô thông minh chính trực đảm đang nghe việc đời thanh gia hồi cung suốt tờ mờ trong ra ngoài cửa suốt nê tờ mờ chiếc hoa của mẹ lập lờ biển đông thanh gia hồi cung đầu bên giang khê thuyền lại đầu bên giang khê chiếc hoa cậu cửa suốt nê treo về Hạ Long. Chú tướng vương tôn nhà Trần văn võ mười phần nề cậu hoàng văn võ mười phần điều quân khiến nên tướng tài thần ra hoài
khai quang thập cờ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cung giảng kim phục hoàn thân cận thánh chúa tiên trung vương. Văn sơ dâng lên tương lai, văn sơ dâng lên cầu về tổ đôi chép biên rõ ràng phê cho nhị tử trang sinh. Chén rượu mời nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc để các cô nâng mời là mời rước cậu mùa sơ. Quân kiên nê rót nê chén rượu mời nhị tuần na dâng lên bệ ngọc để các cô nâng mời là mời rước cậu mùa sơ. Quân kiên rót chén rượu mời tam trung dâng lên đi bệ ngọc để các cô nâng mời là mời rước cậu mùa xuôi. Ban chỉ sắc phong triều đình nghị ban chỉ sắc phong ra nghe ban chủ tướng vương tôn đến nhà trần đi. Văn võ mười phần cậu hoang nghe văn nê võ mười phần điều binh khiển tướng nghe tài thần nê ra oai thanh ra hồi cúc. Tam quang chiếu bao la rơi vầng nguyệt soi chói lọi nằm nghiêng. Đền thờ phóng nguyệt vô biên gió thu dịu dặt nề tiếng thiền nhật nề băng trịnh niềm đam nên nhớ xưa tích cũ chốn lạc châu sông nê thủy hữu đình trên đông cuồng công chúa giáng sinh. Đông cuồng công nghi chúa giáng
Giáng sinh. Giáng vào lệnh tông nghề phúc lành nghề quyền nề cái điềm sao ủy màn trao dưới trường chúa giáng chân nề thoáng nghe thoáng mùi hương hồng nghề hào sang khắp bốn phương. Nghe sinh nghe công chúa ai đường xanh thành hằng trải chút nên đêm ngày dương dụng ra xó vàng ngọc nên na nhượng tình sao đầu ngân phân tóc đà sơ vân giáng thanh tân dịu dàng mê cánh điệu đoà phù dung dưng liễu nhớ nhớ vẻ nào mà chẳng trai lớn trai lứa hoa xuân đi mời nhu quyệt đi tôi đường mong chờ giả sau bằng kim bút nên ngọc lệ nét đàn thăng nghe ai vẽ cho in một lo đức tính dụng vương ngoại kỳ mãn cõi trần nề phút nề đã về tiên thần nề thông biến hóa vô biên thần thông biến hóa vô biên chân nề gian lại biết nề phép mê tiền chỗ ẩn hình trên đông cuồng sơn thủy hiếu tình
yêu thiêu nhã nhạc hát ca vang mừng. Về đồng tin cúng tuần nhang, dâng lên tam bảo mười phương hộ trì. Bài sái đối chiều lùng cung, nàng ngọc cô ai vốn dòng sơn trang. Tình tình hay bằng trúc bằng già, ý à ơi à à à. Sóng nhang khai quang thấp cờ diều, bóng minh chiếu từ trung an đích tặng cung giang. Kỳ phùng hoàn thân cận thánh chúa thiên trung vương, ê à à à. Mê này tiên lễ sơn trang, kim ngân thoi núi bạc vàng tiền dâm. Cơm lam gạo lốc thơm lừng nghề, ốc cua tôm cá mắm chưng mới đủ mùi. Mắm chua khê hai hoa hồi, trầu đêm cánh phường có đội trường minh nghề. Lòng thành tiên nạp sơn tình, ê ê à. Nghe ba tiếng mũ thú rừng gọi nhau, đuốc ngay sáng to biển non. Trời một màu son sắc tốt tươi rực rà, lên trên màn lập quả nhiều hoa trên ngàn lắm quả nhiều hoa. Về đốt đuốc vào ra sớm chiều, mù mây nắng chiếu lưng đèo. Gót tiên hải sao mi miều xinh tươi, còn rau quai túi dắt bên người. Bốn phương hội họp để đại thác ngày, bạc để cho tiền tốt lụa dày, bổng lộc cho lắm về đây càng nhiều, ban cho đồng dài nhất san nhiều. Cho đông dài nhất sắc nhiều, bổ lục chân nhiều năm ngoái năm xưa. Thành đồng còn nhang khói phụng thờ, 31 ngày 14 hôm rằm, 31 ngày rằm 14. Từ sánh bị tây hương áng xuân sang nghe, tuổi vừa ngoại kỳ mãn cõi trần nề, phút đã về tiên nghe. Biến hóa vô biên, trần nề gian ai biết nề. Phép mê tiên chỗ ẩn hình
trên đông cuồng sơn thủy hữu tình. Thường trong sáng hiền hình bạch bát, danh tiên chúa trên ngàn lừng lẫy, hóa phép màu đã dậy về thần cơ. Tụ long bảo là tam cơ, sông thao sông cả sông bờ sông sâu, khắp mọi nơi đâu đâu đều biết. Từ cổ chiều đích thì còn ghi thành ra hồi cung đinh lý chân lễ cổ chiều, đinh lý chân lễ sắc phong thượng đẳng biển đề tối linh. Nhiệm màu nhạc thơm thành kính quy tộc, tiến dâng một bàn nề văn nê châu chúa tiên chúa bà đệ nhất trên tây. Hình mời tiên chúa Tây Thiên, anh linh chắc dáng đàn duyên trung ngự đông. Trong đền vàng hương lồng sắc nước, thỉnh chúa bà ngự trước đền trung thanh đồng, thành kính cúc cung xin đi chúa tiếp lòng nghề chung chung dư muôn. Cầu chúa cho lộc nghề muôn lộc ban, cho đồng dài bách nghe hạn bằng tiêu, cho mày cho mắn đủ trăm điều thơm danh nức tiếng kẻ yêu người vì. Có tâm mê bài kiến về đây Tây Thiên, đã núi trên cây đền thiêng như ở
mây giữa trời. Một lời cung kính sắm nhang hoa nghiêm mê trình cuốn đi trong nghề tâm niệm chữ từ bi nhất nê thành nhất dạ Chúa thì tiếp ẩn làm để dâng nhang, dâng lên tam bảo mười phương hộ trì, tay dâng nhang việc niệm từ bi, ý à ơi à. Bài sáng đốm chiều cũng nên nắng nắng ai hôn dòng sơn trang, đi hay mắng chúc mắng. Che mong nước làm trà hạt tinh tinh hay sung ai đi tìm hôm nay xin lễ sơn trang kim ngân thoi núi bạc vàng tiền dâng cơm lam gạo lấp thơm lừng ốc cua tôm cá mắm chưng với đủ mùi mắm chua khe thái hoa hồi sầu thêm cánh phượng cô đội trường vinh long thanh thiên nạp sơn tinh các cô nhận lễ về ngàn mi thành người độ cho đệ tử được hơn người trước trình Phật Thánh sau trình của cha trình lên cúc mẫu ba tòa hội đồng quan lớn cùng tòa sơn trang trình lên tứ phủ ông hoàng trình lên tứ phủ ông hoàng bơm bảy trình lên ông hoàng mười trình lên cô nhất thường thiên cô đôi thường ngàn cô ba thủy cung trình lên cô chín trong đền sông các giáo hội đồng trình cô bé sơn trang trình nghe lên tới phủ đồi ngang lộc tài đi ban phát nê cho thế gian được nhờ người trần gian con mong ơn tiên chúa đời đời nguyện giúp một lòng không dám đơn sai bàn đền vui đón chúa tiên về đây tiên tốt lụa dày bổ lộc cho lắm về đây càng nhiều ban cho đồng dài sắt nhiều bổ lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa thành đồng con nhang khói cùng thờ 31 ngày 14 hôm rằm 30 mùng 1 ngày rằm 14
Cao Sơn Bạch Mã hỏi đến chú Nguyệt nơi nào, đồ hương xạ nhiệt pháp giới mong quân chư Phật lại hội tất giao vân vì giới kết tượng vân thanh nghi phương ân chư Phật hiện toàn thân. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát, nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát, nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát. Sơn Loan thanh xa hồi cung lâm thao công mãi quê nhà linh chắc giang nghe chú bà đề tâm sơn trang 36 đồng nghề xa gần làm tôi chú anh linh dậy khắp núi đồi nghề núi đồi nữ chung anh kiệt nề toàn tài kiếm cùng vâng lấy sai thiên đình mới sẵn chỉ chúa giang chân nề diệt lũ tà tinh lệnh sai vạn vạn binh hùng Thank you.
lệnh sai vạn vạn nề binh gần nề xa đâu đó giúp lòng mà không xa. Chúa đi khắp mê bốn phương trời định nghe linh thần đứng đền thờ chỉ công. Sớm khuya trầu trực nghe ai rồng vào ra chúng ngắm xem mình khắp hết gần xa. Gần xa đến nề chùa hương tích nghe Phật bà quan nê âm một lòng nghe bồ đào nhất tâm nghe. Thiếu nhã nhạc tháp ca vang lực về đồng tín phúc tuần nhạc cúi đầu lạy mẫu mười phương hộ trì bài sai đối chiều lục tung đang ngân cổ ai vốn dòng sơn trang tính tình hay bằng trục bằng giang ý à ơi à à à đêm đốt đuốc sông nghe ba tiếng ngũ thú rừng gọi nhau đuốc ai sáng to biển non trời một màu son sắc tốt tươi rườm rà lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa ê chỉ ngàn lắm quả nhiều hoa chú về đốt đuốc vào ra sớm chiều hôm mây nắng chiếu lưng đèo ngót tiên hải sao mi miều xinh tươi giáo coi túi dắt bên người lên rừng hái quả nói cười liếu lô hai đào lê cam quýt nhãn dừa ý đi đại tháng ngày bán đi cho tiền tốt lụa dày bổng lộc cho lắm vì đây ăn nhiều bán cho đồng dài săn nhiều ý à. Bán cho đồng dài săn nhiều trong nhiều năm ngoái năm xưa
hành đồng ngon nhang khói cùng thờ. 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm, 30 mùng 1 ngày rằm 14. Người đã bước về đây gieo mầm nhân nghĩa nối nhịp cầu vinh hoa đẹp như sao đâu ngân hà, trăng rằm tháng tám như là sao mai, đẹp như tố nữ trang tài. Tới đâu đi tới đâu là có đón huê chào, dù về bạch điệu sớm chiều ca vang, tay ơi bê bạc dự vàng đem cho trăm họ giàu sang đời đời, đem cho trăm họ đời đời giàu sang. Hoàn xuất trai 36 đông nghìn xa gần làm tốn chung linh dậy khắp núi đồi. Vâng lệnh sai thiên đình mới sắc chỉ chùa giang trần để diệt lũ tà tính. Chùa sai vạn vạn binh nghe gần xa đâu đó dốc lòng không sai, chùa đi khắp bốn phương trời. Thân gia hồi cung năm phương nghe năm miếu rõ ràng nghe, ngũ phương bạn cảnh quyền hành tôn linh. Đền thương sân thủy hiệu tích có cây cổ thụ nguyệt lắm mê hoa nhiều căn. Đền thờ chúa ám thanh cảnh vắng thú lâm tuyền, hoa quả xanh sao đôi bên lóc hồ trầu. Vào đúng cánh 3 giờ tí hiện ra người mỹ
nữ cung nương quả nón dâu áo trắng hài cung. Tiên bằng giấy biết chúa bà ra tay lạy miệng van chúa thương những kẻ cơ hàn. Có phép ngự giang tới bàn cảnh sai thế hầu cần nề mẫn vào ra người trần gian băng nhạo hiểu hoa. Trần gian băng nhạo điêu sai cô tỳ nữ thu ba hồn về đêm nằm mơ những ma cùng quỷ chúa làm cho liệt vì chân tay phải đi tình thánh mời thầy. Đồng làm lễ dâng nhang, dâng lên tam bảo mười phương hộ trì, tay dâng nhang niệm Phật từ bi. Ý à ơi à, bài sai đối chiều lục cung, nàng ngân cô ai vốn dòng sơn trang, tính tình hay mắng trúc mắng giang. Ý à ơi à, một màu son sắc tốt tươi dương dạng lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa chu vi đốt đúc vào ra sớm chiều đổ mây nặng chiếu lưng đèo nghĩa cho quốc phú dân cường, cho dân Nam Việt bốn phương thái hòa, song đang chúa sáng tỏ gần xa. Ý à ơi à, để đại tháng ngày tặng cho tiền tốt lụa dày bồng lộc cho lắm
vì đấy càng nhiều ban cho đồng dài sắc yêu ý. Cho đông dài đất sắc yêu bổng lục cho nhiều năm ngoái năm xưa thành đồng còn nhang khói phụng thờ 31 ngày 14 hôm rằm 31 ngày rằm 14 ba giờ tí hiện ra người mỹ nữ cùng đường đi. Nón râu áo trắng hay thơm dòng chơi khắp hết mười phương lại về gọi phu xe trả tiền bằng giấy biết chúa ra tay lạnh miệng phát ý chúa thương những kẻ cơ hàn người thoát ách lầm than đọa đầy có phen ngựa giáng nơi bàn cảnh sai cô hầu cần mất mới bảo xa trần nề gian bán nhạo điêu hoa ý thành ra hồi cung đệ nhất tôn quan nê thịnh mời đệ nhất tôn quan lai lập chắc sáng từ chung nghề uy hùng thành ra hồi cung khuyên cái trên ngàn nề giám sát khuyên cái thông chi thiên địa không sai đại thần giá vũ đăng vân có phen giá vũ đăng vân bát môn nê công từ xa gần nề về làm tôn nắng nôi yêu quan nề đào vũ một thôi dần nề dần we'll be right back.
các quan lớn về truyền phán các quan. Tả cơ hữu đội lương ban đao thần lệnh truyền văn võ hai hàng. Văn sớ dâng lên tương lai, văn sớ dâng lên nay về tố đôi chép biên rõ ràng phê cho nhị tử trang sư. Sơn bích động mọi miền nề quan ca chốn điện đài uy nghiêm lộng lộng phép thần thông chỉ dụng ai đương ngự trên hồ uy cường đi mây về gió bốn phương nghi độ người Phật Như Lai pháp kinh tam tạng hiền công tu sáng sáng như hương nghe ba ngàn nề thế giới tựa nương trầm luân bề khổ tìm đường nghe lành xa vượt bao phiền cùng thuyền bát nhã vượt sông mê bờ giáp tới nơi non tiên cảnh Phật bầu trời tây phương thế giới đón người về tiên tu đạo bồ đề công phu tu tập nề bát nhã ba la mật nề tâm kính nghe
xa bay như bóng theo hình, nhân quả bao ứng thực tình khó xa. Cõi thiên thai bầu trời cánh bút, nên lối thanh vân cao vút mơ xa. Đôi nàng phố cắt vào ra, sớm nghe tiếng hạc chiều tà tiếng sương. Vang tiếng trống bốn phương sấm đồng, nghe cửa thiên môn lồng lộng uy hoang. Quan lớn ngài chính ngự ngai vàng, kiên trì tam giới ngọc hoàng ngài sắc phong. Ban hiệu vị quần không giám sát, quyền quản cai phố cát đồi ngang. Uy danh lừng lấy giang sát tôn, quan đệ nhị vẻ vang hay là phen ra tiếp hầu lưu uy. Vạn cờ tiên đâu chỉ một nê hai, hình ra hồi cung chị giang tân nê danh ân sở bắc. Vâng hồng sáng dạng Nam Bình. Thủy quốc nghe động đình nghe con vua, Thủy quốc động đình đệ tam mê thái tử giáng sinh đền rồng. Phi diện màu long nhan khác thường,
chín nhang Long Thành, dâng một chín nhang tấu về Thủy Phủ Dương Gian, các tòa thiên đình địa phủ Diêm La, tấu về cho tới vua Cha Động Đình vốn dòng làm Chu Thủy Cung. Văn sớ dâng lên thượng lại, văn sớ dâng lên lại về tấu đôi chép biên rõ ràng phê cho nhị tử Trường Sinh. Tại
nhà câu mang nhà chiếu cờ thì thật tình quý chủ lễ nhà thành phân nhà anh thân thật sinh hương mộng tận yên thành a đồng cam chi mạch đẳng thức nhập thiên thành thấy nhà thinh phù và giám phạm tâm ngôn diệt lần tầng thảo sinh thạch ấp nam thùa thần số ký tịch phù thiên sinh mạch thực thánh ưu tư phù vì thứ nhất tâm tưởng độc mạc cảm quay thì tự dần đường tiết khi thì cũng ân hành trình để do thể kinh nguyệt các gia nhật tu thiết hương hoa tìm lần tịch tư lễ thật tên cung phu trần cụ hữu sơ văn thiện thần tượng tấu cung di dẻo tiên tri tôn tình tiếc ngọc hoàng hội hiền cung cao thượng đế ngọc tệ địa phổ trí tôn các âm hồng đồ nguyên tiên đạt đế ngọc tệ huế phổ trí tôn hồ tăng tam đâm đạt đế ngọc tệ dương phổ trí tôn trong nhà thiên tể đại sinh nhân thánh đế quân ngọc tệ thủy phủ thủy thiên tể tam xích lần phong nữ bạch ngọc thủy tình công chúa cùng tiết hà thủy phủ biệt viện hoàng tử vương quan chư vị thần sai tay đầu phủ mệnh công chúa thanh thiền thủy phủ ông hành sư đảng trưởng tăng tạo đoàn nhất thiết thanh trung thị thiền phổng các gia hội đồng chữ tôn chắc giang không chung giá người tử tự quan đầm ta khẩu không thiền hồng đồng chuẩn nạp kể đệ tử kim mang nhập lừa hiệu trưởng quản thiền phong vân tâm tính viên linh trường thời phật thành đồng khai lưỡng ý thông thiền chính nguyên tăng nhất cần kiến pháp phạm vội vật thừa nhãn các gian mộc thánh ân bất thăng kích thiết tình doanh chi chi cần sơ thiên phật giác định niên phát nguyệt nhiều thật lục nhật thần thâu cùng cách bái thượng làm bút phê sai truyền nhang làm phê sai tạm biệt chữ tương náo lai hộ trì tả sai binh bộ binh tùy hiếu sai binh tùy giáng nghiêm ngập hoàng kỳ sai trong trung tâm để nạp thiên tào sớ văn để nạp thiên tào tống về cho tới ngôi cao đế đỉnh tống về thủy tế long tinh lại ngược tuyên quang
xào chơi núi đổ sông ngang, cắm xào chơi bên Na Hàng mười ngày. Lệnh chuông truyền treo mây ngược thác, nào thác mẹ lại thác quầy nhi, quầy mẹ quầy súng có khi, thác tiền anh vũ lại đi xia phai. Sông Quây Sơn nối dài bằng hàn, tới sông Gấm làm bạn sông Neo, truyền cho quân sĩ đua treo, về chơi Bạch Hạc xuôi theo sông Lục Đồng. Cầu sông Đuông, sông Thái Bình chảy xuống Kinh Môn, sau sông Trấn Ta Cam Khúc, theo dòng sông Thái đổ dồn để về xuống. Tiếng quân reo, tiếng quân reo nói cười rộng ràng, tiếng chuông công nghe lừng cả muôn nơi, lóng nghe chu xuống biển lên trời, lên rừng xuống suối xa khơi về nguồn. Cồn nước tuôn đôi ngà lại về miền, lại về miền để sống cả sông Tha. Ngồi lâu ngồi hút ngồi lao, Tam Giang tứ kỳ khê giao hơi ngự về. Sông Quê Sơn, sông Quê Sơn về miền xứ lạng, sông Kỳ Cùng, sông Kỳ Cùng nghe lai láng dòng xanh, rào chơi các đồng tam thanh, bắc thế bản thi về thành Chi Lăng. Thuyền lướt nhanh buồm căng gió lốc, rào khắp nơi thành động thiên thái, có phen ngư cánh thành đài, cờ tiên một vạn quan tài điểm tình. Có khi sang Đồng Định diệt kiến, lại trở về chơi bên sông Tranh, sương ca yên lâm mê ban hành, kiếp cùng thơ phú so tranh gọi ta.
tiệc tan rồi ngài sai các tướng quay thuyền về nhằm hướng Lãnh Giang, truyền cho quân sĩ hai hàng buông chèo bắt lại rút qua lên bờ. Nào tàn lòng quạt cờ đón rước nghe quan thung dung nghe mới bước chân ra, ba hồi trông phách kèn lo rước ngài lên kiệu cử ra tòa vàng. Trịnh Giang tân dành ngân lai là ánh vầng hồng sắc dạng nam minh, ngài là con vua thủy quốc Đông Đình, đệ tam thái tử Giáng sinh nghe đền rồng. Đức gồm vẹn thung dung hòa mạc, bẩm sinh thành tứ chất song nhan, thỉnh mời thái tử đệ tam phương phi diện mạo lòng nhan nên dị thường. Chốn Long Giai cầm quyền thay chúa, phép màu quan tối tu tối linh, lệnh truyền thủy bộ chư dinh chỉnh tề đai giáp trời miền nề trần gian. Mai thuyền nan đổ dòng xích bích nghe hồ quân trèo du lịch bốn nê phương, thanh gia hồi cung.